cháu có biết làm thịt gà không? Dạ con thưa bác, con làm thịt đứng nữa là thịt nữa là cho bác ơi, con chào mẹ. Mặt làm sao thế kia? Dạ không, con chẳng may trượt chân vấp vào nắm đấm vợ con. Anh làm ở trung tâm bảo hành của công ty LG Mega, chuyên về mảng kỹ thuật, một nghề khô cứng và chắc là con gái bọn em không thích. Anh nói thế là không đúng đâu. Em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật, họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Thế người yêu của người cũng là dân kỹ thuật phải không? Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Tại sao cháu có biệt danh là Sở Khanh? À thưa bác, thật ra là mẹ cháu tên là Sở còn bố cháu tên là Khanh ạ. Thật á? Khó tin nhỉ. Thế hôm nào cháu mang hộ khẩu đến đây bác kiểm tra nhé. Dạ bác ơi, nhưng mà cái hộ khẩu nhà cháu ấy vừa mất ngày hôm qua rồi. Ông ơi, ông không phải ngợi đấy nhá. Anh em tôi này ngã còn nhiều lông chứ tổng gốc ngã không phải thất bại mà chỉ là để dừng lại cho đỡ mỏi chân nhá. Chị nhẹ tay giúp em với. Chị này hay nhở, người ta mất tiền mua thì phải chọn được cái ưng ý chứ. Cua ngon thế này mà chị không chọn. Đây là con cua đực, đen nhẻm như đít nồi thế này thì làm gì có gạch, chả có tay nước. Chỉnh lại cái kim đi. Thế này thì một cân còn 9 lạng à? Điêu lòi mắt. 12.000 thôi. Có 1.000 bạc mà cô cứ kèo nhèo mãi, cô sẽ cho cô đấy. Chị bán thế này thì ai thèm mua, cô cũng chẳng cần bán cho cô. Em quên mua ớt bột, anh ra lấy xe rồi đợi em ở ngoài cổng nhé. Nhanh nhé. Xe bộ mấy giờ? Trời ơi, không đợi em ở ngoài cổng. Chào bác. Quê quán cháu ở đâu? Dạ, nhà gia đình có mấy anh em? Có ai học bác sĩ, luật sư gì không? Ông bà là người thế nào? Ông ấy làm ngành gì? Dạ, thưa cô. Có kinh doanh gì lớn không? Cháu đã có bằng cấp gì chưa? Thưa bác, câu hỏi đầu tiên là cái gì con muốn tư vấn? Tôi có đọc một bài báo, người ta nói rằng đàn bà mà hay quên ấy thì hiếm khi chung thủy. Cháu hãy trả lời theo thứ tự. Cơm đâu? Cơm đây, cơm đây mình. Cơm đây. Khi có chuyện là lại cắt tóc. Tôi chỉ muốn thay đổi một chút thôi. Không được à? Mặt của em không hợp để nói dối nữa.